người. Trong tập trước thì tôi cùng với mọi người đã trải nghiệm về hương vị cũng như là giá trị kinh tế của loại sầu riêng Musang King có xuất xứ từ Malaysia. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại giống cây trồng Musang King này tại hợp tác xã nông nghiệp Bình Dương nha các bạn. Tôi đã đến vườn ươm loại giống sầu riêng Musang King có xuất xứ từ Malaysia và bây giờ tôi sẽ tìm hiểu thông qua chủ vườn. Mọi người, tôi đã thấy anh chủ vườn đang làm một công việc đó là chăm sóc cây và tôi sẽ tới gặp anh. Em chào anh. Chào em. Em tên là Xuân. Anh ơi, anh đang làm gì đấy ạ? Anh đang chuẩn bị để ghép mấy cây sầu riêng Musang King này. Vậy à. Anh ơi, em là một người rất là mê cái hương vị của loại sầu riêng Musang King này. Vì vậy mà em đến đây để muốn tìm hiểu về cái giống sầu riêng Musang King này để giới thiệu cho mọi người. Không biết là anh có sẵn lòng trao đổi cùng với em không ạ? Ok, anh sẵn lòng. Dạ. Vậy thì câu hỏi mà em muốn hỏi anh là khi mà mình tìm hiểu một loại cây ăn trái, đặc biệt là cái giống sầu riêng Musang King này nhập khẩu từ Malaysia về, thì mình cần phải chú ý những cái gì, những cái điều gì? Nói về giống thì nếu mà nói về giống để về cái hướng nhập khẩu về đấy thì hiện giờ chưa có một cái đường nào gọi là cái đường chính ngạch mà đưa cái giống này về cả. Và cái này thường thì đi theo tiểu ngạch và thường là đi mua về để ghép thôi. Cho nên là nói về cái giống này nó cũng chưa phải là có giấy tờ gì đâu. Nhưng mà riêng về cái khi mà đem về đây ghép thì là một cái quy trình rất là khắc nghiệt. Thực sự ra là đêm mà khi mà về tới đây khoảng 12 giờ đêm là các anh là phải tập trung để ghép rồi. Còn như bây giờ anh đang chuẩn bị nè, em thấy không, anh đang chuẩn bị gỡ những các cái này ra để chuẩn bị để bắt đầu lúc đấy thì mới ghép được em. Sau đó mình mới cắt cái này đi đấy. Rồi mình mới nêm một cái bo vào đây được. Thì tối là tụi anh bắt đầu chuẩn bị, đêm nay là bắt đầu làm nè. Thì cái quy trình là phải lựa chọn cái giống tốt, sạch bệnh và chính thức nó là giống Musang King luôn. Vậy mỗi lần mà mình lai ghép giống thì mình phải làm vào ban đêm thì nó mới cái khả năng mà lai tạo giống nó mới được thành công hả anh? Ban đêm và ban ngày cũng được, nhưng mà cái quan trọng lúc mà mình lấy bo về là mình phải làm ngay. Chứ nếu mà để qua khoảng 24 tiếng đồng hồ thì tự cái bo nó sẽ chảy hết nhựa ra và cái tỷ lệ đạt nó sẽ không cao. Vậy không biết là cái đặc điểm cũng như đặc tính của cái loại cây sầu riêng Musang King này nó có gì giống và khác so với các loại sầu riêng khác? Nó khác nhiều chứ. Khác như thế nào anh? Như Musang King thì nó sẽ ra vào cái mùa này là mùa đang có trái nè. Hiện giờ nó có trái từ lúc giáp Tết cho đến tháng 2, tháng 3. Còn như đối với sầu riêng mình thì phải ép nó mới ra trái. Musang King nó sẽ có một cái đặc tính rất là hay chỗ đấy. Và trái thì trọng lượng rất là nhỏ, vừa ăn. Ví dụ nó trọng lượng nó khoảng 2 kg trên một trái thì vừa ăn và trái rất là sai. Khi nó ra hoa thì nó đậu hoàn toàn, đậu cũng không cần phải kích thích hay là cái gì hết. Nó sẽ tự đậu hết. Nó có cái khác biệt như vậy và ăn thì rất là thơm và ngon. Vậy thì em muốn hỏi là cái quá trình trồng khi mà mình phá bầu mình trồng xuống đất thì cái loại đất của mình nó có phù hợp với cái loại sầu riêng này không anh? Nói về phù hợp hay không thì do là cái bên Malaysia đấy thì nó cũng nắng gió và cái vùng nhiệt đới cũng giống bên mình. Cho nên là khi mà mình đem mình trồng xuống dưới đất thì từ Việt Nam với lại bên Malaysia hai khí hậu giống nhau hết. Cho nên khi mà mình trồng xuống dưới thì nó phát triển bình thường. Bởi vì cái gốc là gốc của sầu riêng hoa Việt Nam đây. Đây là cái gốc hột của Việt Nam. Rồi sau đó mình ghép cái đọt Musang King vào thì nó sẽ lên thôi. Lên thì gốc của Việt Nam mà. Còn đọt là Musang King nó phát triển rất là bình thường. Và anh cũng đã trồng được mấy hecta, nó cũng đang phát triển rất tốt. Vậy khi mà mình trồng thì trong quá trình trồng khi mà cây phát triển thì mình gặp những cái khó khăn gì anh? Cây sầu riêng thì đến bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra bệnh tật gì của nó cả, cho nên là cũng không gặp khó khăn. Vậy nó rất là phát triển rất là tốt ha anh. Và vì cái giá trị kinh tế của cái loại sầu riêng này nên là em thấy là trên thị trường hiện nay có sự lẫn lộn giữa sầu riêng Musang King giả và thật. Vậy thì không biết là anh có cái cách nào mà phân biệt được cái loại giống giả và thật của cái sầu riêng này không ạ? biết chứ, anh sẽ hướng dẫn em cái cách để nhìn nhận giữa cây sầu riêng Musang King và cây mỏng thon hoặc là D6. Dạ. Thì đối với sầu riêng Musang King thì chúng ta nhìn sơ qua cái lá là biết. Thì bây giờ anh sẽ dẫn em đi ra cái khu mà anh ghép dính rồi ha, và anh lấy một vài bầu ra anh sẽ hướng dẫn em cái cách để phân biệt ha. Dạ dạ. Okay. Em đây là cái khu vườn này là khu vườn anh đang ươm giống Musang King. Dạ. Và trên tay anh là cũng đang cầm cái cây sầu riêng D6. Dạ. Thì bây giờ em sẽ đi theo anh sẽ hướng dẫn tới kia để em xem giữa cây Musang King và cây D6 khác biệt gì nhé. Dạ. Đi, chúng ta cùng đi nhé. Đây là những cái cây mà cái phôi của nó đây. Phôi này người ta gọi là cái cây gốc nhớt em. Anh trồng rất là nhiều, mấy chục ngàn cây đấy. Đó, em đi cẩn thận ra nhé. Với cái cây này thì khoảng bao lâu thì mình phá bầu và trồng được rồi anh? Cây này chưa đâu anh, cây này là phôi thì mình phải ghép. Ghép nữa hả? Phải ghép xong đó mới quá nhiều quá, không biết là cái này mình lai tạo được bao lâu rồi hả anh? Cái này là anh đã làm được 1 tháng rồi đó em. Vậy hả? Thì khoảng bao lâu thì mình sẽ được phá bầu để trồng hả anh? 2 tháng thì chúng ta cũng có thể làm rồi. Rồi vậy 2 tháng rồi hả? Vậy em rất là tò mò, anh hãy chỉ em cách phân biệt đi ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta thì cùng đứng một cái chỗ này nhá. Dạ. Bây giờ đối với cái cây sầu riêng em đầu tiên em phải xem cây D6 trước nè. D6 thì lá của nó mo lên trên cao như thế này. Và lá nhỏ, ngắn. Nó mo như thế này này. Đấy, dạ. Em thấy không? Nó không có một cái nó không có một cái gì là nó bẻ ngược xuống như thế này hết. Nhưng mà đối với sầu riêng Musang King thì lá của nó bẻ ngược xuống này, em nhìn từ cái lá này nha, đến cái lá này đều bị bẻ ngược xuống. Nó không cong lên như thế này. Và lá của thằng này luôn luôn nó nằm mỏng hơn. Mỏng hơn, thấy chưa? Em thấy mỏng hơn, bóng hơn. Thấy chưa? Bóng hơn rất là nhiều. Đấy, nó mỏng hơn thằng Musang King rất là nhiều và lá nó dài lắm. Bây giờ là mới ghép xong thôi, nhưng mà khi mà nó lớn rồi thì lá rất là dài. Để anh sẽ dẫn em tới một cái khu vườn mà vườn anh trồng lên cao khoảng được 1 năm rồi đấy. Thì em sẽ nhìn thấy cái lá cực kỳ dài. Thằng D6 là lá lớn nhất, dày nhất chỉ như thế này thôi. Em thấy không, nó chỉ bằng nửa cái lá này thôi, thấy chưa? Lá này nó dài tới đây nè. Đó, và đọt á là cũng vẫn khác hoàn toàn so với thằng kia. Lá xuống là nó rủ xuống. Đấy. Thú vị ghê, nó lại không. Nhìn thì nghĩ chắc là trời ơi sao mà giống như là cây héo, nhưng mà thật ra là đặc điểm của nó. Vậy thì không biết là với cái đặc điểm này thì khi mà mình bán ra thì giá thành của một cái loại cây giống sầu riêng Musang King này thì có giá bao nhiêu hả anh? Nếu mà một cây mới ghép xong như thế này á, đúng rồi thì nó tầm khoảng 20.000 đồng. 20.000 đồng là mới ghép xong như vậy, nó khoảng 1 tháng. Dạ. Còn nếu mà mình nuôi lên tầm khoảng 10 phân đến 15 phân nó như thế này này, nó cao bằng cây này này. Dạ. Và khoảng 15-20 phân như thế này thì nó khoảng 30. Dạ. Vậy thì cái giá cả này thì nó cũng chắc là rất là ngang bằng với các loại sầu riêng thông thường ở mình. Đúng rồi. Dạ. Tuy là cái giống thì bên anh nhập cái bo này về là nó tới mấy triệu 1 ký. Dạ. Nhưng mà khi mà về đây ghép á, thì vẫn bán với giá là bằng với giá sầu riêng D6 thôi. Em chứ nghĩ là nó phải cao hơn. Không, thì đây tại mình làm số lượng lớn. Dạ. Nhưng mà ở ngoài người ta đang bán lẻ thì khoảng 200-300 ngàn một cây đấy. Chứ không phải là ít tiền đâu. Nhưng mà đây là mình là làm cung cấp để cho các cái vựa giống nhỏ đấy, cho nên là mình bán cái giá là giá sỉ. Còn giá lẻ thì nó vẫn vài trăm ngàn một cây. Vậy là rất là cảm ơn anh về những cái chia sẻ của ngày hôm nay về cái loại sầu riêng Musang King này ạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Đối với giống sầu riêng D6 thì lá của nó là ngửa ra và găng lá nổi hẳn trên mặt lá luôn nha mọi người. Còn với giống sầu riêng Musang King này thì mọi người nhìn xem, nhìn cảm tưởng như là cái lá của nó rất là thiếu nước, nhưng thực chất đặc điểm của nó là lá của nó rủ xuống và lá của nó rất là mỏng hơn so với các loại sầu riêng thông thường. Càng phát triển lá của nó khi mà lớn thì nó sẽ càng dài ra, và nhưng mà nó vẫn là mỏng nha. Và lá của nó sẽ úp vô tạo thành cái hình giống là hình chiếc thuyền. Còn cái lá bên đây là ngửa ra nha mọi người. Mọi người nhớ phân biệt nha. Mình đã phân biệt xong rồi đó. Và bây giờ sẵn tiện mình sẽ tìm cho mình những cái loại giống cây sầu riêng Musang King này 1-2 cây thật là tốt, thật là chắc khỏe để đem về trồng ở vườn của mình. Mọi người ơi, nếu mọi người tò mò và muốn quan tâm thật nhiều về giống cây sầu riêng Musang King này thì hãy cùng Xuân tìm hiểu giống cây này tại vườn cây trái ở trên đất nước Malaysia nha. Còn bây giờ chào tạm biệt, nhớ đăng ký kênh và theo dõi trên YouTube nha mọi người. And now I know my